Hoan thỉnh chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình ngày hôm nay của Phong Thủy Giàu Sang. Quý vị thân mến, theo dân gian thì củ tỏi không chỉ là một loại gia vị mà còn có tác dụng phong thủy trong việc trừ tà ma nhờ vào mùi hương đặc trưng của nó. Nếu sử dụng tỏi một cách hợp lý, cụ thể là nếu đặt một củ tỏi vào vị trí này của ngôi nhà thì chỉ sau 3 đêm thôi, quý vị và gia đình sẽ có cơ may đổi vận giàu sang, tiền vào như nước. Vậy đó là vị trí nào đây? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, tỏi là một loại thực vật thuộc họ hành. Đây là một trong những loại cây gia vị dễ trồng ở một đất nước có khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa như Việt Nam ta. Tỏi sẽ phát triển rất nhanh nếu gặp thời tiết khí hậu thuận lợi. Việc chăm sóc cũng rất dễ dàng. Chính vì điều này đã có không ít gia đình Việt Nam, đặc biệt là những gia đình ở thành thị không có nhiều không gian đất trống, đã lựa chọn cây tỏi cho khoảng vườn nhỏ của mình. Đối với người dân Việt Nam, củ tỏi là một gia vị không thể thiếu trong những món ăn đậm chất người Việt, đặc biệt là các món ăn nước chấm thần thánh. Trong cuộc sống hàng ngày, bên cạnh việc sử dụng tỏi trong ăn uống, thì tỏi còn vô vàn những công dụng khác cực kỳ bổ ích như làm thuốc chữa bệnh trong đông y. Hay theo quan điểm của ông bà xưa, thì tỏi có mùi rất đặc trưng làm cho yêu ma sợ hãi mang theo bên người, tránh những âm khí không tốt. Với những tác dụng đó của củ tỏi, có nhiều người đã lựa chọn cách đặt tỏi trong phòng ngủ với hy vọng nó sẽ phát huy những tác dụng hữu ích cho cơ thể. Sau đây là cách đặt tỏi trong phòng ngủ, cụ thể là ở dưới gối để giúp bạn thu hút tài lộc vào nhà. 1. Công dụng của việc đặt tỏi dưới gối. Giảm ngạt mũi. Nếu thường xuyên bị ngạt mũi do bệnh lý hay thay đổi thời tiết, hãy để một tép tỏi dưới gối trước khi ngủ. Trong tỏi có chất kháng sinh mạnh tên là allicin. Chất này sẽ thoát ra từ tép tỏi, có khả năng chống nhiễm trùng. Allicin trong tỏi có thể giúp làm sạch đường thở bằng cách hòa tan dịch nhảy trong mũi. Dù quá trình diễn ra chậm nhưng rất hiệu quả. Sau một thời gian áp dụng, bạn sẽ hết ngạt mũi và thở được bình thường. Tăng cường hệ miễn dịch. Tỏi có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ nên có thể tiêu diệt các vi khuẩn gây hại. Allicin có trong tỏi còn giúp ngăn chặn hai nhóm tác nhân gây lây lan vi khuẩn trên cơ thể người. Nếu đặt tỏi dưới gối ngủ thường xuyên, bạn cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi sáng và ít bị ốm. Đuổi muỗi và côn trùng. Theo những nghiên cứu khoa học, mùi cay nồng trong tỏi có tác dụng xua đuổi các loài côn trùng gây hại, đặc biệt là ruồi và muỗi. Mùi hương trong tỏi khiến những loại côn trùng này bị mất phương hướng và không thể xâm nhập vào nhà. Ngoài để tỏi ở dưới gối, còn một cách khác tránh muỗi đốt là thoa một chút nước tỏi lên vùng da hở vào ban đêm. Một giấc ngủ ngon là niềm mơ ước của nhiều người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tỏi cũng giúp bạn được phần nào nếu dùng đúng cách. Ngủ ngon hơn. Một nhánh tỏi dưới gối có thể giúp bạn cải thiện giấc ngủ, dễ sâu giấc hơn. Nguyên nhân là tỏi rất giàu vitamin B1, B6, giúp chống lại chứng mất ngủ, thúc đẩy sản xuất hormone khiến con người ngủ ngon hơn. Nhờ đó mà khi thức dậy, bạn cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo và khỏe mạnh hơn. Một điều lưu ý là không nên dùng gối quá dày, vì điều này sẽ làm giảm tác dụng tốt nhất của tỏi. Một số lưu ý khi đặt tỏi dưới gối. Tỏi sẽ phát huy tác dụng nếu bạn biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Sau đây là một vài lưu ý khi tiến hành đặt tỏi ở dưới gối để thu hút tài lộc. Để hiệu quả được rõ rệt, bạn cần phải đảm bảo khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể và tỏi. Không nên chuẩn bị một chiếc gối quá dài. Như thế khoảng cách giữa tỏi và cơ thể bạn sẽ xa, hiệu quả chữa bệnh không được mong đợi. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nếu bạn đặt quá nhiều tỏi trong phòng, không những không có hiệu quả mà ngược lại còn phản tác dụng. Cụ thể là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể gây mất khí, tan huyết. Nhiều tỏi sẽ khiến mùi tỏi quá nồng đậm. Điều này có thể sẽ làm bạn hoặc sáng ra sẽ bị ám mùi lên quần áo, cơ thể gây khó chịu cho người tiếp xúc, bạn nhé. Quý vị thân mến, hy vọng là quý vị đã có thêm những kinh nghiệm bổ ích về việc đặt tỏi trong phòng ngủ để có thể thu hút tài lộc và cải vận giàu sang cho cả gia đình. Cùng với tỏi thì các chuyên gia phong thủy cũng gợi ý một số món đồ vật khác mà quý vị có thể đặt trong phòng ngủ giúp đem lại may mắn cũng như là công danh vững vàng cho gia chủ. Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu xem đó là những đồ vật gì nhé. Thưa quý vị, phòng ngủ là nơi mà bạn có thể thoải mái sắp xếp, trang trí đồ đạc theo sở thích và phong cách của mình. Tuy nhiên, vị trí đồ nội thất trong phòng có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng cuộc sống của bạn.
Thông thường khi quyết định xem có nên đặt cái này hay cái kia trong phòng ngủ hay không, thường sẽ liên quan rất nhiều tới phong thủy. Bởi nếu đặt đúng vị trí, chúng có thể giúp gia chủ hút tài lộc, làm ăn thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Dưới đây là 7 đồ vật nên đặt trong phòng ngủ hợp phong thủy để đem lại may mắn và phúc khí cho gia đình. 1. Hồ lô hòa hợp là đồ vật dùng để mang lại bình an, may mắn. Hồ lô hòa hợp là một chuỗi dây ba hồ lô được làm từ gỗ đào, một loại gỗ có tính kỵ tà, hóa sát. Đây là một pháp khí hòa hợp được nhiều người sử dụng trong phòng ngủ để mang lại bình an, may mắn, đường tình duyên thuận lợi, trừ tà. Trên thân các hồ lô còn được khắc chữ hỷ và hình của tiên đồng ngọc nữ với mong muốn cầu cho gia đình hạnh phúc, tình cảm lứa đôi bền chặt, sắc son. Phía đầu sợi dây là hình bánh xe được kết lại từ chỉ đỏ. Bánh xe pháp luân dịch chuyển luân hồi mang ý nghĩa tình cảm hòa hợp, gắn kết keo sơn. Phía cuối của chuỗi dây là chùm quả ngũ hành giúp tăng sinh khí, cân bằng âm dương cho căn phòng. Thứ hai là cầu đá thạch anh hồng. Nếu bạn là người thích tìm hiểu về phong thủy phòng ngủ, am hiểu về các loại đá phong thủy, chắc chắn đã từng nghe tới cái tên thạch anh hồng. Đây là một loại đá phong thủy quý thường được đặt trong phòng ngủ của các cặp vợ chồng với mong muốn tăng sự hòa hợp, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, đặt thạch anh hồng trong phòng cũng giúp loại trừ mệt mỏi, giảm stress, tốt cho hệ tim mạch và thần kinh. Thứ ba là cây cảnh. Cây cảnh nên được đặt trong những phòng không có không gian rộng và thoáng như ban công hay phòng khách. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đặt cây trong phòng ngủ, cần lưu ý chọn những cây thực vật họ cam như cây nha đam, lô hội, cây lưỡi hổ, lan chi. Vào ban đêm, những cây này không những không lấy đi oxy của căn phòng mà dựa vào cơ chế quang hợp ngược, chúng sẽ giúp phòng ngủ thêm trong lành, thoáng đãng hơn. Chọn cây có hương sắc dễ chịu, nên chọn những cây có không mùi hoặc là có mùi hương nhẹ tự nhiên, an thần để đảm bảo không ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Chọn số lượng cây vừa phải. Phòng ngủ là nơi để thư giãn, nghỉ ngơi, do đó bạn không nên trồng quá nhiều cây. Trung bình chỉ cần đặt 1 đến 2 chậu nhỏ và tối đa cũng chỉ nên để từ 3 đến 4 chậu cây trong phòng ngủ. Chăm sóc vệ sinh cây thường xuyên. Đa số các loại cây đặt trong phòng ngủ đều là cây ưa bóng, không cần quá nhiều ánh sáng. Phòng ngủ là nơi để thư giãn, nghỉ ngơi, do đó bạn không nên trồng quá nhiều cây. Trung bình chỉ cần đặt 1 đến 2 chậu nhỏ và tối đa cũng chỉ nên để 3 đến 4 chậu trong phòng ngủ. Chăm sóc vệ sinh cây thường xuyên. Đa số các loại cây đặt trong phòng ngủ đều là cây ưa bóng, không cần quá nhiều ánh sáng. Tuy nhiên, bạn cũng cần mang chúng ra ngoài ban công, bỏ những lá khô héo ít nhất một lần một tuần để đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt. 4. Tranh treo tường. Nếu bạn muốn lựa chọn các loại tranh phong thủy theo tuổi thì có thể lưu lại những gợi ý sau đây. Tuổi Tý, người tuổi này nên chọn treo tranh tường hình rồng khí bay ngút trời hoặc tranh sơn thủy hướng nước chảy. Nó sẽ giúp bạn được quý nhân phù trợ, gia đình viên mãn, tránh thị phi, công danh và sự nghiệp đều thuận lợi. Tuổi Sửu nên chọn tranh phong cảnh mùa xuân hoặc mùa thu với nhiều cây xanh. Nó mang ý nghĩa trường thọ, công việc được cấp trên tiến cử, tiền tài dồi dào. Tuổi Dần, người tuổi này nên chọn các tranh treo phong thủy với núi cao trùng trùng hoặc các loại tranh về hổ, ngựa, cao nguyên hoặc trường sơn sẽ giúp con đường công danh sự nghiệp được rộng mở, gia đạo bình an. Tuổi Mão, các tranh trúc mang ý nghĩa bình an, tranh hoa lan nở tượng trưng cho phú quý, tranh tùng cúc trúc mai sẽ là các tranh hợp với người tuổi Mão. Tuổi Thìn, các bức họa hoa mẫu đơn, rồng xanh hí thủy, kim thủy sinh mộc rất hợp với người tuổi này. Tuy nhiên, người tuổi này cần lưu ý không treo các bức tranh ở hướng nam, đặc biệt là các tranh về hoa và ngựa, vì dễ dẫn đến đau đầu, con cái không thuận. Tuổi Tỵ, các tranh cái chép ao sen, mẫu đơn hoặc tổng hạc là những mẫu tranh mang ý nghĩa gia đạo bình an, cát tường như ý, phù hợp với người tuổi Tỵ. Tuổi Ngọ, các bức tranh về cá chép, đặc biệt là bức chín con cá chép, cửu ngư quần hội cực kỳ hợp với người tuổi Ngọ. Chúng mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh cửu, bình an. Tuổi Mùi, các bức tranh về mẫu đơn hoặc các bức tranh kể với thảo nguyên xanh rộng lớn nếu được treo trong phòng ngủ, những người tuổi Mùi sẽ mang lại nhiều may mắn, tâm hồn thư thái, lạc quan. Tuổi Thân, hiếm có tuổi nào lại hợp với những bức tranh về rơi như tuổi Thân.
Khi treo trong phòng ngủ, chúng không những giúp gia chủ công việc thuận lợi mà còn giúp cải thiện các mối quan hệ trong việc kinh doanh buôn bán. Tuổi Dậu, các tranh Phượng Hoàng, Bách Điểu Triều Phụng, Tam Dương Khởi Thái nên được dùng cho người tuổi Dậu. Tuổi Tuất, các tranh mẫu đơn 8 bông hoặc 9 bông rất hợp với tuổi Tuất với ý nghĩa phú quý lâu dài, chuyển nguy thành an, sự nghiệp có nhiều biến chuyển nhanh chóng. Tuổi Hợi nên chọn các tranh về cá chép, mẫu đơn, tranh chim, hoa cỏ hoặc linh vật như bức Tam Dương, Bách Hạc Đồ, bạn nhé. Quý vị thân mến, hy vọng là với những thông tin mà Phong Thủy Giàu Sang vừa cung cấp đã giúp quý vị có thêm những sự lựa chọn về các đồ vật phong thủy phù hợp với phòng ngủ của gia đình mình để có thể kích tài kích lộc, công danh cũng như là tài lộc cho người thân. Tới đây thì xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.